Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ dẫn các bạn cách lắp chân ghế vào bên các bạn nhé. Đầu tiên chúng ta nhìn qua xem các bộ phận mà chúng ta nhận được khi chúng ta nhận một chiếc ghế vào bên. Đầu tiên các bạn nhìn thấy đây, đây là chân ghế bên. Chân ghế bên hai thanh nhà mình. Gối. Đây là cái ghế đôn để chân. Và đây là cái ghế vào bên. Đó. Về đôn này thì nó rất là dễ lắp, thì các bạn có thể xem các video về lắp chân ghế đôn của bên mình. Thì mình sẽ để sang một bên. Đây, để đây. Hôm nay mình xin dẫn các bạn cách lắp chân ghế bập bênh của cái chiếc ghế lớn này. Đầu tiên các bạn hãy úp ghế xuống các bạn nhé. Đây, các bạn úp ghế xuống. Đó, các bạn úp ghế xuống. Sau đó các bạn hãy lấy chân ghế bênh này các bạn úp lên. Úp lên đây. Úp lên đây. Thì các bạn chú ý này, ở bập bênh này nó có hai đầu này đó, một cái đầu thì nó sẽ cái độ cong này sẽ không khớp nhau này. Các bạn tìm cái bên nào ấy nó sẽ có cái độ cong nó vừa phải ấy, nó vừa tầm bên này này, đấy, độ cong này nó khít nhau này. Và cái hai thanh gỗ đây, cái gần đây, hai thanh gỗ ở bên dưới trên ghế bênh và hai thanh chắn này này nó khớp nhau, thì khi chúng ta bắn ốc ở trên này xuống thì nó sẽ gập cái gỗ này, nó sẽ cố định cái chân ghế bênh ở đây. Đấy. Sau khi xác định vị trí của chân ghế bênh xong nhá, đó, thì chúng ta sẽ tiến hành lắp vít vào ghế bênh. Thì các bạn chú ý ở trên này có ba lỗ là bên mình đã khoan sẵn rồi, thì các bạn chỉ cần cho vít vào, các bạn bắn vít theo ba lỗ này được. Bây giờ bên mình sẽ bắn cái lỗ này trước này. Các bạn chú ý này, đây này, cái ốc vít này này bên mình cho rất là dài này, để các bạn an tâm, có thể là bắn hết vít này là nó ghế rất là chắc rồi. Đây. Đây, các bạn chuẩn bị cho mình một cái máy bắn vít nhá. Như vậy là chúng ta vừa bắn xong một con vít. Đó. Còn hai con vít này thì mình chỉ bắn tạm thôi. Thì mình bắn tạm hai con thôi. Thì còn các con vít khác thì các bạn thể bạn tự bắn. Ê, bên dưới nhá, bên dưới các bạn nhá. Đây, mình bắn thêm một con nữa này. Để mình sẽ bắn vào ria nhá, để cho nó đảm bảo nó chéo nhau. Đó. Như vậy là mình vừa dẫn xong các bạn cách lắp chân ghế bên vào hai lỗ này. Bây giờ mình dựng lên cho bạn coi. Đó. Bây giờ mình sẽ ngồi thử lên chiếc ghế bên các bạn nhé. Đây. Đây, cảm giác đung đưa rất thoải mái đây. Bây giờ chúng ta ngồi. Đó. Tựa lưng này có cái gối này. Các bạn có thể dùng cái gối này các bạn ngồi này. Ngồi không này, hoặc là các bạn có thể tựa cái gối đây. Đây rất thoải mái các bạn. Nếu cái để chân ở đây thì càng thoải mái hơn. Rồi, mình cảm ơn các bạn.